Xin chào quý vị và các bạn. Kể từ tuần này thì iFootball sẽ có thêm một chương trình đưa ra những nhận xét đánh giá về một số sản phẩm thể thao mà các bạn đang sử dụng. Và trong số đầu tiên này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai mẫu giày mà dân phủi rất thường sử dụng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn chưa phân biệt hoặc là chưa hiểu rõ về hai mẫu giày này. Trên tay tôi đang là hai mẫu giày mà tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là chiếc giày có thương hiệu là Tuyết Sport. Và chiếc giày thứ hai tôi xin giới thiệu và tôi sẽ gọi nó là đôi Adipur. Chiếc giày Adipur này thì có rất nhiều anh em bóng đá phong trào cũng nhập về bán và đặt hàng với đơn vị sản xuất. In tên của thương hiệu của mình ở các phần gót hay phần lưỡi gà này, như là anh Cường Trắng in chữ CT3, thì đấy cũng là một cái thương hiệu của người bán. Chúng ta sẽ cùng đến với những điểm giống nhau, khác nhau và ưu nhược điểm của hai mẫu giày này. Đầu tiên là về những điểm giống nhau. Hai mẫu giày này nhìn bề ngoài thì khá tương tự như nhau và nếu như không tinh ý thì chúng ta sẽ không phân biệt được. Bên cạnh đó, nó có một điểm giống nhau nữa, đó là ở phần đế giày. Hai mẫu giày này đều sử dụng loại đế nhựa cứng. Khác nhau, đó là chúng ta sẽ nhìn qua. Đầu tiên là về bề ngoài thì đôi Tuyết Sport có những chi tiết khá giống với đôi giày mẫu gốc, đó là một đôi Adipur làm có thể nói là chi tiết hơn. Tuy nhiên ở đôi còn lại thì nó đã lược bớt những cái đường may cũng như cái phần gót chân phía sau này. Một điểm khác nữa của đôi Tuyết Sport và đôi giày Adipur, đó là phần da của đôi Tuyết Sport. Tôi cảm giác là dày hơn và nó mềm hơn so với đôi Adipur này. Đôi Adipur này thì da mỏng hơn và có cảm giác là nó sẽ cứng hơn. Và một điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đôi giày này đó là ở phần đế. Đế của đôi Tuyết Sport gồm có các đinh nhựa ở hai bên và các cái đinh tròn ở giữa. Ở phần gót này cũng tương tự như thế. Trong khi đó, đế của đôi Adipur thì gồm có các đinh nhựa tròn được chạy vòng cung và nó có thêm các cái ngàm theo kiểu bậc thang ở các cái đinh nhựa này. Vừa rồi là về một số đặc điểm giống và khác nhau giữa hai đôi giày. Thế còn về ưu điểm của cả hai mẫu giày này, đó là hai mẫu giày này đều bám sân khá tốt. Và đặc biệt là sân cỏ Hà Nội bây giờ thì nó có những sân đã xuống cấp, thì hai đôi giày này sẽ đặc biệt hữu hiệu trong các mặt sân xấu hoặc là trong những hôm trời mưa hoặc có sương. Thì hai đôi giày này sẽ thể hiện đặc biệt cái ưu điểm của mình, đó là đi rất bám sân và tránh cho các cầu thủ trơn trượt. Một cái ưu điểm nữa đó là hai mẫu giày này đều có phần da khá mỏng, nên là nó sẽ giúp cho các cầu thủ thường đi những đôi giày Bata khi đi vào những đôi giày này, nó không quá mất đi cảm giác và cái kiểm soát bóng nó không thay đổi nhiều so với khi đi giày Bata. Tuy nhiên cái điểm nhược điểm của nó đó là do cấu tạo bằng đế nhựa cứng, nên là nó sẽ gây ra cảm giác là hơi cứng đối với một số người không quen. Và nếu như đi một thời gian thì có một số người sẽ cho rằng nó đang bị đau ở gót. Tuy nhiên cái này chỉ là một số ít thôi. Cho đến thời điểm này thì rất nhiều những cầu thủ phủi nổi tiếng đã đi, như anh Cường Trắng hay là Mạnh Nát của Cường Quốc. Và ngay cả những cầu thủ chuyên nghiệp khi mà về chơi sân phủi thì cũng rất thích loại giày này, như là Lương Dị hay là như Hải An. Còn một điểm nữa mà theo cá nhân tôi đánh giá thì đôi Adipur này nó sẽ bám sân hơn so với đế giày của đôi Tuyết Sport. Hiện nay trên thị trường, ngoài những cái mẫu cơ bản như là trắng sọc đen hay là đen sọc trắng, thì các nhà sản xuất đã đưa ra rất nhiều những mẫu mã khác nhau và các màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng các kiểu, để giúp cho các cầu thủ có thể là có nhiều sự lựa chọn hơn và phù hợp với những cái bộ quần áo mà mình đang mặc trên người hơn. Một điểm nữa đó là hai loại giày này thì đều chưa khâu đế, nên là đối với những cầu thủ mà có thể nói là hơi băm bổ một chút hoặc là đi trong điều kiện gặp trời mưa thì nó sẽ rất dễ bong đế, nên là cái khắc phục điểm này thì các bạn có thể mang đi khâu đế, nó sẽ mất thêm khoảng 15 hay 20 nghìn gì đó. Tuy nhiên nó sẽ giúp đôi giày của các bạn bền hơn. Và về các loại giày này thì hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều những anh em bóng đá phong trào bán, như là các bạn có thể đến chỗ của anh Cường Trắng, của bạn Nguyễn Hưng hay là của hệ thống áo bóng đá 24 giờ cũng đang bán những cái mẫu giày này.
Và với cái mức giá chỉ hơn 200 nghìn thì nó là một cái loại giày mà các bạn nên có một đôi để mỗi khi ra sân. Và chúc cho các bạn sẽ có những trận đấu hay cùng với các đôi giày này. Xin cảm ơn và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các số tiếp theo.